quý phật tử và quý khán thính giả thân mến sư minh tuệ từ một người vô danh tự nhận mình đang tập học theo lời phật dạy với đôi chân trần đã chai sạn khi đi bộ từ nam ra bắc rồi lại từ bắc vào nam thì giờ đây người ta gọi sư thầy minh tuệ là thầy là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người nhiều người còn gọi sư là phật sống mặc dù bây giờ sư minh tuệ đã ẩn tu nhưng tung thích của sư vẫn luôn được mọi người tìm kiếm với nhiều mục đích khác nhau các youtuber tiktoker thì tìm sư để đưa tin người dân thì tìm sư để được gặp đảnh lễ song đại đa số cộng đồng luôn quan tâm lo lắng tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của sư với mục đích an lòng an tâm là bậc chân tu khỏe mạnh bình an. Vừa qua sư Minh Tuệ lại một lần nữa mất tích bí ẩn, không rõ tung tích tận 20 ngày. Điều này đã làm người dân và công chúng vô cùng lo lắng. Trước đó, clip về sư Minh Tuệ nói sợ người kinh, sợ youtuber mà nhiều người nghe xong không kìm được nước mắt. Họ thương sư nhưng cũng nhìn lại chính mình bởi vô minh mà đánh mất đi cơ hội được gần gũi diện kiến bậc chân tu. Nhận thấy sự sai lầm này, cũng đã có nhiều Phật tử đã quay đầu lạ bờ, không tiếp tục truy tìm sư nữa. Ngay các youtuber, tiktoker cũng đã tạm gác cần câu cơm, tạm ngưng để sư minh tuệ được hoàn thành ý nguyện ẩn tu. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số người cố chấp Họ nhân danh Phật tử chân chính, muốn tìm bằng được sư minh tuệ. Họ đã lùng tìm hai thanh niên người dân tộc từng chụp ảnh cùng sư cách đây vài ngày. Họ không ngần ngại nhắn tin hỏi cụ thể về nơi ở hiện tại của sư. Chính vì lẽ đó sư Minh Tuệ lại ẩn tu mất tích bí ẩn 20 ngày qua. Nhưng nói tới đây, mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn do chính thanh niên người đồng bào hữu duyên gần gũi với sư trong thời gian này lên tiếng. Cụ thể anh chia sẻ mình thương sư Minh Tuệ, mình chỉ đăng cái video này nữa rồi mình không đăng gì nữa nha mọi người. Vì sư Minh Tuệ cũng đi chỗ khác ẩn tu nữa rồi. Mọi người nhắn tin hỏi mình là sư Minh Tuệ đang ở đâu vậy em? Mình cũng trả lời cho mọi người đều biết nơi nào có núi, có người dân thưa thớt là sẽ có sư phụ minh tuệ có thể thấy dù không thân thích nhưng qua lời nói ai nấy đều cảm nhận được nam thanh niên này dành cho sư minh tuệ một tình cảm vô cùng đặc biệt anh đã gọi thầy bằng hai từ thân thương sư phụ anh cũng chính là người dẫn đường cho sư y tìm căn tròi thích hợp để trú ngụ trong ngày tháng ẩn tu đặc biệt anh đã làm theo ý nguyện giữ bí mật nơi ở cụ thể của sư. Ngay khi xuất hiện đoạn clip do chính anh chàng người dân tộc chia sẻ, bà con Phật tử cũng đã thêm phần yên lòng khi mọi người rất hiểu chuyện, không những không làm phiền đến việc tu tập của sư, họ còn ra sức hỗ trợ để sư được an tâm tu học. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Nhìn những hình ảnh này của sư cảm xúc dân trào nghẹn ngào không biết nói nên lời. Mọi người yên tâm, sư giữ giới tịnh nghiêm, giới luật sẽ bảo vệ sư. Mọi người đều tốt đẹp, tự sẽ đến với sư, không gì hại được sư. Rất thương những lời nói chân thành của sư, cho nên người dân Việt Nam ai cũng quý mến sư. Con chúc sư luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc, chân cứng đá mềm trên dạng dặm nẻo đường ả à, di đà phật song song với việc sư minh tuệ ẩn tu gần 20 ngày thì một vài sự việc đau lòng gây phẫn nộ dư luận đã xảy ra cách đây vài ngày cộng đồng cũng một phen sững sờ khi xem clip thầy thích mật hạnh chỉ trích sư minh tuệ là vô ơn ngay lập tức cái tên thầy thích mật hạnh được truy cập và tìm kiếm trên google và các nền tảng số với tốc độ chóng mặt chưa dừng lại ở đó thì cộng đồng mạng lại tìm thêm được một trích đoạn clip ngắn được cho là thầy thích mật hạnh khoe tự tay đập dở tượng Phật. Ông được biết đến là trụ trì của tu viện chương như cũng là nơi sư Minh Tuệ xuất gia tu học trước khi tu theo hành đầu đà. Qua clip được chia sẻ, ông có vẻ vô cùng tự hào khi tự tay đập tượng Phật. Cụ thể trong clip, ông nói dẹp quan âm, di đà, di lạc, dẹp. Hôm qua tôi mới đi xuống dưới đập ông di đà, ông quan âm. Ba ông lận, tôi đập hết. Họ không dám đập, tôi đập. Nhiều người không khỏi bàn hoàng khi nghe được những lời nói này từ chính một bậc tu sĩ. Có thể ông tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ có ở niềm tin thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng các vị Phật A-di-đà và Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn đang được các chùa thuộc hệ phái Bắc Tông thờ kính. Vậy nên, hành động và lời nói này của ông được cho là bán bổ, quá ngông cuồng và sân si. Đây không phải là đức tính của một người tu sĩ nên có. Nhiều Phật tử tỏ rõ thất vọng về thầy thích mật hạnh. A à, Di Đà Phật thật không thể tưởng tượng được, nhưng quả khó lường. Rồi thầy sẽ được nhìn thấy Phật Pháp nhiệm màu Hà di đà phật giờ tôi mới hiểu vì sao sư minh tuệ ra đi khỏi chùa vì chung chùa với ông ác tăng này chịu sao nổi hàng trăm ngàn phật tử đã xem được đoạn clip do chính thầy mật hành nói ra thì ai nấy đều không khỏi bức xúc trong đó trong đó có một người đã không thể im lặng và gửi thư lên tờ báo phật giáo org cổng thông tin chính thức của giáo hội phật giáo việt nam để trình bày và yêu cầu xử lý thầy thích mật hạnh. Trong thư, Phật tử này viết, Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, con là một Phật tử trong gia đình, nội ngoại đều theo kính đạo Phật. Thời gian qua, có nhiều việc ồn ào diễn ra, trong đó có những lời nói gây kinh hãi đó là đập phá tường Phật của sư Thích Mật Hạnh, chùa Am Tu Diện Chân Như. Sư Hạnh đã nói tự tay đã phá tượng Phật A Di Đà, Quan Âm và Di Lặc. Còn và nhiều người cảm thấy kinh hãi khi nghe sư Hạnh nói như vậy trên mạng xã hội. Hôm nay, đệ tử của sư Mật Hạnh đăng tiếp video. Ông Mật Hạnh nói: Mấy ông nội đó dựng lên Phật A Di Đà ngoại đạo. Còn trước giờ cũng biết có đại thừa, tiểu thừa các phái tu tập khác nhau và cũng hiểu là cần tôn trọng lẫn nhau trùng tôn giáo con cũng có được nghe pháp thoại của đức pháp chủ giáo hội phật giáo việt nam trưởng lão hòa thượng thích trí quản nói người tu hành không nên chê pháp tu của người khác sự việc ông thích mật hạnh đang diễn ra càng lúc càng căng qua các phát ngôn của ông mật hạnh đăng trên mạng xã hội đập phá tượng Phật là hành vi không ai có thể chấp nhận được. Kính mong giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu tâm, xin trân trọng kính chào. Những lời chia sẻ này đã được chính cổng thông tin Phật giáo.org đăng tải. Quý báo cũng phản hồi rằng hiện tại họ đã chuyển thông tin đến Hòa Thượng Thích Gia Quang để xem xét giải quyết. Ai nấy đều hy vọng giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đưa ra hướng giải quyết đúng đắn để củng cố niềm tin phật tử về nơi tam bảo cũng với sự việc thầy thích mật hạnh đập tượng thì trên mạng còn lan truyền rất nhiều clip quay lại được cho là ở một vài khóa tu trong đó có nội dung là hình ảnh các vị trong hình thức tu sĩ phật giáo có hành vi đập phá hủy hoại kinh tượng trước sự chứng kiến của nhiều người điều này đã gây nên sự hoang mang trong cộng đồng phật tử và chư tăng ni tìm hiểu qua những clip ngắn được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi được biết đó là những buổi thuyết giảng, hướng dẫn tu học ngắn tại các chùa. Trụ trì là một số người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý gây quan mang cho người xem các clip là hình ảnh các vị mặc sắc phục, hình thức giống với tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm hòa cảnh. Họ hướng dẫn người tham dự phương cách tu tập bằng hình thức đập phá các bước tôn tượng mà các tư gia, Phật tử hay phụng thờ. Hình ảnh một vị trông giống như một sư cô, hai tay bưng tôn tượng Đức Phật hoặc bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm trông có vẻ thành kính trên nền độc tâm tình giác ngộ của một vị thiền sinh nào đó. Đến đoạn cao trào thì bức tôn tượng được ném đập xuống nền trước mặt thính chúng tham dự. Theo lời tâm tình hướng dẫn phương cách tu tập ấy là sự phá bỏ chấp niệm bên ngoài thông qua những bức tượng được phụng thờ để thấy được Phật tánh bên trong nhằm thấy được tánh giác trong mỗi người là trong bùng có xen Được biết hướng dẫn tu học phương cách có tên là Thích Diệu Thiện trú tại Thiền Diện Phổ Ngôn và Thích Thông Hội trú tại Thiền Diện Suối Từ thuộc dùng Houston, Đà Lạt, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hai vị này xưng là bậc thầy giác ngộ, thiền sư đã giác ngộ do đại chúng tu tập tại Qua Kỳ. Thật sự mà nói, chưa biết các vị thiền sư hay bậc thầy giác ngộ đến đâu, nhưng hướng dẫn cho các Phật tử đập phá kinh tượng xem chừng không ổn thỏa. Bởi theo kiểu giai thoại nhà thiền gặp Phật, giết Phật phá quỷ tượng Phật để kiến tánh mà các thiền sư Trung Hoa áp dụng cho các đệ tử có căn cơ ngộ đạo chính mùi, chứ không phải ai cũng áp dụng phương pháp này để phá chấp. Với một hội chúng đủ trình độ căn cơ già trẻ, lại nghĩ rằng trong bùng có sen để giác ngộ, thông qua cách tu tập đập phá tôn tượng để phá bỏ chấp niệm, để kiến tánh tự thân, kết nối wifi với bậc thầy giác ngộ để rảnh ràng không bị trói buộc. Với phương cách tu tập lạ lùng ấy, không biết bao nhiêu người trong hội chúng ấy được giác ngộ, phá ngã chấp. Nhưng người xem clip dễ thấy được sự phá kiến chúng sanh từ sự hướng dẫn nguy hiểm này. Một số chư Tăng Ni cũng như Phật tử đã bày tỏ thái độ phản ứng trước sự hướng dẫn cách tu phá quỷ tôn tượng Phật và Bồ Tát. Trước đây từng có các gia đình Phật tử cải đạo đã đập quỷ tôn tượng, tôn thờ cùng những lời lẽ khó nghe tạo nên những bức xúc lớn trên cộng đồng mạng xã hội. Việc ấy có thể hiểu vì họ đã cải đạo sang một tôn giáo khác. Còn đây là trường hợp giải tu tập bằng cách phá quỷ kinh tượng. Được biết các clip trên được cắt ngắn thành một đoạn video quay lại khóa tu diễn ra năm 2018 tại chùa Quyên Ngộ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và chùa Long Nguyên, tỉnh Tiền Giang. Các clip ngắn được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với tốc độ chia sẻ cao và với những bình luận tiêu cực. Thiết nghĩ chữ tăng ni trụ trì các tự viện cần nên nắm rõ nội dung thuyết giảng. Phương pháp thuyết giảng mà các vị tự xưng giảng sư, thiền sư được mời cả để hoặc vì thiếu hiểu biết liên quan tới yếu tố nước ngoài để tránh các trường hợp lợi lạc không bao nhiêu nhưng lại rơi vào tài kiến phá pháp phá quả khôn lường quý vị nghĩ như thế nào về sự việc chúng tôi vừa chia sẻ ngày hôm nay xin quý vị hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy minh tuệ ở phần bình luận còn lúc này chúng ta hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của đức phật và nhìn theo bước chân không nghỉ của sư Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video này. Nếu thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi quý vị nhé. Quý vị khán thính giả thân chào thương mến, đã một tháng trôi qua, kể từ ngày sư Minh Tuệ tạm dừng khất thực trên khắp nẻo đường quốc lộ. Xong, các thông tin về hành trình của sư vẫn luôn được mọi người dõi theo quan tâm. Trong một tháng nay, đã có những lần sư mất tích thông tin, lúc thì 7 ngày, lúc thì 10 ngày, và mới đây nhất là lần mất tích gần 20 ngày, đã làm cho công chúng vô chú cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, lo cho sự an toàn của sư Minh Tuệ. Trong bối cảnh đó, một đoạn clip của hai thanh niên người đồng bào bất ngờ đăng tải và lan truyền chóng mặt khắp mạng xã hội trong đoạn clip ghi lại cảnh sư Minh Tuệ và hai thanh niên đang đi tìm hang đá. Qua clip này đã khiến cho công chúng thấy được cuộc sống vô cùng khắc khổ, thiếu thốn và sự kiên trì không trùng bước của sư Minh Tuệ trong mùa an cư kiết hạ này. Việc tìm kiếm nơi trú ngủ an toàn thuận tiện cho việc tu tập cũng như việc khất thực để duy trì sự sống là một thử thách lớn đối với sư Minh Tuệ mặc dù có những khó khăn về địa hình và khoảng cách. Sư Minh Tuệ vẫn nhất quán duy trì cuộc sống tu hành theo 13 hành đầu đà, một trong những phương pháp tu hành khắc khổ nhất trong Phật giáo, khiến cho ai ai cũng xúc động, rưng rưng, không kềm lòng được. Việc phải đi hàng trăm cây số để xin cơm hoặc tìm kiếm những loại quả rừng, măng rừng ăn được để sống tạm qua ngày, cho thấy sự kiên trì và quyết tâm của sư minh tuệ điều này không chỉ thể hiện lòng kính trọng đối với những giá trị tu hành mà còn là một bài học về sự chịu đựng và lòng kiên nhẫn của sư minh tuệ theo như những vị clip được cho là mới nhất về sư minh tuệ đăng tải sư minh tuệ được hai người đồng bào dẫn đi xung quanh khu vực tròi nơi sư minh tuệ xác định ẩn cư trong mùa an cư kiết hạ Tuy nhiên khi sư Minh Tuệ hỏi về việc đi xin cơm hoặc tìm hang để ngủ, bất kỳ ai nghe cũng rơi nước mắt vì thương 13 hạnh đầu đà mà thầy đang giữ. Cuộc sống khắc khổ và những nỗ lực tìm kiếm nơi trú ngụ của sư Minh Tuệ đã khiến cho nhiều người rơi nước mắt vì xúc động trước sự tu hành nghiêm khắc của sư. Dưới đây là một đoạn clip được cho là đối thoại giữa sư Minh Tuệ và hai thanh niên này khiến ai nghe cũng ngậm ngùi xót xa thương cho sư minh tuệ cũng như xúc động trước lòng thành kính của hai thanh niên này dành cho sư sư minh tuệ hỏi ở đây mọi người có biết cái hang nào không ướt không hang đãi hai người thanh niên im lặng một lúc rồi sư minh tuệ tự trả lời chắc không có hả người kia đáp lại có nhưng mà tận trên đỉnh cơ sư ạ à? sư minh tuệ nói ôi vậy thì mỗi lần đi lên rồi lại đi xuống xin cơm thì con đi không có nổi đâu đường xa quá người thanh niên nói tiếp đi từ trên đấy xuống dưới này xin cơm cũng phải mất vài năm cây số sư thầy nói mấy bữa nay ở trên đấy có mấy hoa loại quả rừng ăn được đấy có cây măng rừng cũng ăn sống tạm qua ngày cũng trong một clip khác sư minh tuệ cùng hai người thanh niên chỉ ở tích xa có vài nhà sư có thể đi khất thực nói là thế nhưng địa hình này để đi xuống khất thực cũng tầm 5 km muốn xin cơm người dân phải đi lòng vòng đường đập hoặc đường dọc theo mép sông để sinh cơm. Có vẻ như nơi ẩn cư mới của sư Minh tuệ lại có người phát hiện, cho nên cuối cùng sư đã chọn một nơi khác. Sau khi những clip này được đăng tải, rất nhiều người đã để lại bình luận như thế này: Chúng con thấy thầy dạy là mừng rồi à? Chỉ mong miễn đừng quấy rầy thầy. Hạnh phúc của thầy là vậy mà, sáu năm rồi thầy vượt qua được hết. Chỉ cần nghe thấy thầy nói chuyện là yên tâm lắm rồi. Thật sự thương thầy lắm, chảy cả nước mắt. Nếu kính thầy, hãy làm theo lời thầy dạy, học Phật dạy, chứ đừng làm khó khăn cho thầy. Nghe mấy trăm cây số mà nổi da gà, thầy vì muốn yên tĩnh để tu, mà thầy đã phải trốn trong đêm để đi như vậy. Chỉ biết thương thầy rất nhiều. Con xin cảm ơn hai bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng thầy trong những ngày này. Xin chúc thầy và các bạn thật nhiều sức khỏe. Dân. Kính thưa quý vị, việc sư Minh Tuệ quyết định đi bộ vào sâu trong rừng để tránh xa đám đông và sự hiếu kỳ của các YouTuber đã khiến cho Phật tử vô cùng quan tâm. Quyết định này không chỉ cho thấy sự quyết tâm bảo vệ sự tĩnh lặng trong cuộc sống tu hành của ông mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về cuộc sống khắc khổ và tu tập của ông trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện của các YouTuber và những người dùng mạng xã hội đã tạo ra một áp lực không nhỏ đối với những người nổi tiếng và các nhân vật có ảnh hưởng đối với các người học tu như Sư Minh Tuệ. Sự quan tâm quá mức từ công chúng và truyền thông có thể làm xáo trộn cuộc sống tu hành và tạo ra những phiền toái không mong muốn. Việc bị theo dõi và quay phim liên tục không chỉ làm mất đi sự tĩnh lặng cần thiết cho việc tu hành mà còn gây ra căng thẳng và áp lực tâm lý. Việc phải sống dựa vào thiên nhiên, ăn những loại quả rừng và tìm kiếm nguồn nước là một thử thách lớn đòi hỏi sức chịu đựng và sự kiên nhẫn cao. Cuộc sống trong rừng sâu đầy rẫy những thách thức từ việc thiếu thốn lương thực, điều kiện khí hậu khắc nghiệt cho đến nguy cơ từ các loài thú quan và côn trùng. Để duy trì cuộc sống tu tập trong điều kiện như vậy, sư minh tuệ phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cả thể chất lẫn tinh thần. Trong khi nếu các bạn để ý kỹ, có thể thấy sau một tháng bộ hành dọc miền Trung, sư minh tuệ đã gầy đi rất nhiều chỉ còn da bọc xương. Nhưng may mắn, sự vui vẻ và lạc quan vẫn hiện hữu trên khuôn mặt thánh thiền của Ngài. Việc khổ luyện trong rừng sâu có thể bao gồm việc thiền định tu tập và thực hành các phương pháp tu hành khắc khổ như 13 hành đầu đà. Những phương pháp này không chỉ giúp cho sư Minh Tuệ duy trì sự tập trung và thanh tịnh trong tâm hồn, mà còn giúp ông vượt qua những khó khăn về phàm trần. Cuộc sống ẩn dật và khẩu luyện của sư Minh Tuệ trong rừng sâu đặt ra nhiều câu hỏi và làm dấy lên sự xót xa trong lòng của nhiều người. Liệu ông có thể duy trì được cuộc sống trong điều kiện khắc nghiệt như vậy? Sự kiên định và lòng kiên trì của ông có đủ để vượt qua mọi thử thách hay không? Chúng ta có thể thấy rằng quyết định của sư Minh Tuệ không chỉ là một hành động nhằm bảo vệ đời tu khổ hạnh mà sư đang tạo ra thử thách đối với chính mình. Đây cũng là cơ hội để sư minh tuệ đạt đến một mức độ giác ngộ cao hơn. Trước đây chúng ta biết đến điều này khi sư thích minh đạo cũng đã từng dự báo về tương lai của sư minh tuệ. Khi người dân quá quan tâm và hiếu kỳ lại là cách đẩy sư minh tuệ vào rừng sâu. Rất có thể sư sẽ chết trong rừng vì không thể gieo duyên khất thực. Thậm chí người đang là thượng tọa nhưng hạ thấp mình tự nhận là tỳ kheo thích minh đạo. Quỷ viên ban thực trực ban trị sự tỉnh, phó ban trị sự thị xã Phú Mỹ, trưởng ban kinh tế tài chính thị xã, đại diện Phật giáo liên xã Tân Hòa, Tân Hải, đã gọi người đi chân trần khất thực với lõi nồi cơm điện là tài sản quý giá nhất với hai từ thân thương, thương là sư thầy. Sau những clip của thầy, nhiều người mới mến thương gọi sư Thích Minh Đạo là một vị thầy chân chính. Bắt đầu clip là những lời bộc bạch, nếu quý Phật tử thật tình quý kính Xương Minh Tuệ, cho rằng sư thầy chính là hiện tượng đem lại hạnh phúc hòa bình, lấy là những gì gọi là Đức Phật đã trao truyền cho chúng sinh, bị mai một mất dần trong thế giới, gọi là mạt pháp, thì hãy đứng hai bên đường thôi, không cần phải chạy theo sư Chúng ta không có khả năng đi giống như sư đâu. Đây là người phải tu rất nhiều đời, nhiều kiếp, thực hành đầu đà, phải rất nhiều đời, nhiều kiếp thực hành hành đầu đà mới có khả năng giống như sư Minh Tuệ. Nếu như chúng ta tu pháp môn khác, chúng ta không có duyên, chúng ta không đi nổi đâu. Chúng ta đi như vậy cũng không đủ duyên lành, đủ phước đức đâu. Hãy đứng lại, chỉ cần im lặng đứng hai bên đường Đoạn đường nào mà chúng ta cảm thấy sư đến, hãy chấp tay trang nghiêm và chào sư trong ý niệm để sư cảm nhận ba tánh thập phương, quý mến cung kính, thật lòng ủng hộ sư một cách sâu sắc thì sư mới an lành sư đi. Còn nếu ta rượt đuổi theo sư, chạy theo kẻ quay phim, người dọn đường, xin phước, hỏi pháp, làm cho sư đồng tâm. Vì sư minh tuệ, không học cách làm người giảng kinh thuyết pháp, mà sư Minh Tuệ chỉ là người nghiên cứu và thực hành hạnh đầu đà thôi. Vì thế, khi thuyết pháp, sư không nghĩ đến ngôn từ không trao chuốt văn chương mà người ta giảng đâu. Mà khi nói, sư Minh Tuệ sẽ buông hết những suy nghĩ và kiến thức để tập trung thực hành hạnh đầu đà. Và vì thế, khi chúng ta đặt ra câu hỏi liên quan đến các pháp tu, sư sẽ lúng túng trong cách trả lời từ đó chúng ta lại nghi ngờ và dễ dàng kết luận sư ít học, không có gốc gác, thiếu hiểu biết thì vô tình tội nghiệp cho sư. Biết đâu một ngày nào đó, sư cảm thấy cái sự phiền hà này đến đỉnh điểm, không thể chấp nhận nổi, thì sư sẽ chọn cách lãng tránh. Trường hợp khác, sư ở hang đá Nha Trang, thì sư đi chừng một tiếng mấy đồng hồ là tới đường phố. Sư khất thực giáo duyên xin cơm giao duyên lại trở về nơi tu tập. Cuối cùng, hang đá cũng bị người ta phát hiện rồi. Đêm hôm cũng có người lén đến quay phim đang ngồi. Đàn máy y cũng bị quay phim theo dõi. Một hai người có thể chấp nhận, nhưng hàng trăm ánh mắt theo dõi thì quá ồn ào. Sư Minh Tuệ có thể ẩn sâu trong rừng rậm, nơi mà không có một người nào đến được, nơi không có ai biết được không khất thực được thì sư sẽ như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra khi vô tình mình đã đẩy sư vào rừng sâu? Đến lúc quá ngọ, không thể giao duyên, có thể sư sẽ bị chết đói trong rừng vì không có gì ăn cả. May mắn, nếu có nước uống, tiếp sức, có thể tiếp tục tu hành. Có rất nhiều nhà sư đã làm vậy, đã nhập định ẩn tu, nhưng mình không biết và chúng ta sẽ mất đi một bậc cao sĩ trong cuộc đời đáng ngưỡng mộ một bậc được gọi là hành đầu đà một trong những pháp tu của phật giáo hãy cứ để sức sống bình thường như bao ngày xưa đi qua làng nào tỉnh nào sẽ hưởng cái phước cái đạo hạnh của nhà phật và chúng ta biết được thì hãy đứng hai bên đường là đẹp để một người cúng chai nước là đủ chiếc nồi cơm điện đó đựng hai chai nước đủ nặng, hành trang mang theo cũng đủ mệt mỏi cho sư rồi. Như vậy, rất bình an, thanh thản yêu đời. Chúng ta có thể cùng sư Minh Tuệ đi khắp dòng đất nước, khắp các tỉnh giao duyên, và đó chính là cách chúng ta dành sự yêu mến cho sư Minh Tuệ. Đây được xem là một trong những clip ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ của thầy Thích Minh Đạo. Những tưởng sẽ được ngợi ca từng câu nói ánh mắt đều thể hiện sư minh đạo là người hiểu biết nhất là hiểu đạo hiểu đời chúng ta tự đặt câu hỏi có phải chăng sư minh đạo đã đoán trước được tương lai của sư minh tuệ sẽ ẩn sâu trong rừng để sống thậm chí sẽ phải đối mặt với cái chết khi không tìm được nhà dân để giao duyên xin quý vị cứ để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video chúng tôi quý vị nhé cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này nếu thấy hữu ích hãy đăng ký kênh like và chia sẻ cho người thân cùng lan tỏa những phước lành đến với mọi người mọi nhà bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo quý phật tử và quý khán thính giả thân mến ai trong chúng ta mà không có những lúc thất bại đau khổ những lúc ốm đau bệnh tật hay những lúc người thân yêu của mình mất đi. Khi đang chới giới với những cảm xúc khổ đau đó, có người ta thường tìm đến một nơi thanh tịnh để lắng lòng mình lại. Họ thường tìm đến chùa. Chùa là mái nhà che chở, an ủi, dỗ về cho những con tim đang chìm đắm trong khổ đau và tuyệt vọng. Người ta tìm đến chùa để cầu nguyện, để được nghe tiếng chuông ngân thanh tịnh hồi mỏ hùng ấm chiêm ngưỡng hình ảnh đức phật để cầu mong cho bao nhiêu đau đớn buồn phiền bực nhọc được tan biến đối với người dân việt nam chúng ta thì văn hóa đi chùa là điều không thể tách rời trong đời sống trên khắp đất nước việt nam của chúng ta không thiếu những ngôi chùa uy nghiêm hoành tráng với những bức tượng phật lớn và cổng chùa khang trang tọa lạc ở những vị trí đất vàng và nổi bật. Những ngôi chùa này thường được trang hoàng chạm khắc tinh xảo với những ngọn tháp chọc trời và các tòa nhà được xây dựng công phu. Tuy nhiên, giữa những ngôi chùa tráng lệ ấy, có một nơi đặc biệt và khác biệt hoàn toàn. Một nơi khiến bất kỳ ai biết đến cũng không thể không cảm thấy xúc động và kính trọng. Đó chính là ngôi chùa nghèo nhất nhưng cũng đồng thời là ngôi chùa giàu nhất Việt Nam. Đó chính là căn tròi an trú của sư Minh Tuệ, tòa lạc tại huyện Ikrai, tỉnh Gia Lai. Ngôi chùa này được xây dựng không phải từ vật liệu xa hoa hay là kiến trúc cầu kỳ, mà là từ những giá trị tinh thần cao quý của Phật giáo. Nơi ấy được xây bằng tám móng chánh đạo, bốn nền diệu đế 13 cột hạnh đầu đà, 250 mái giới và triệu trái tim yêu thương xây trong 8 năm thì hoàn thành. Không cần đến những bức tượng Phật khổng lồ làm tâm điểm, không có những cổng chùa cao rộng mở ra với sự hoành tráng và cũng không có những hồn công đức đón nhận sự đóng góp của khách thập phương. Ngôi chùa này vẫn thu hút sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt từ lực lượng chức năng cũng như người dân gần đó, triệu người gần xa đều mong muốn được một lần được ghé thăm. Không phải từ xi si măng sắt thép, hay là bàn tay hoa mỹ của các kiến trúc sư, ngôi chùa được dựng lên từ tám móng chánh đạo, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là những nguyên tắc cốt lõi của Phật giáo, hướng dẫn con người sống đúng đắn và đạt đến sự giác ngộ. Chánh kiến là hiểu biết đúng đắn về bản chất của sự vật. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn, chánh ngữ là lời nói chân thực và hòa nhã, chánh nghiệp là hành động thiện lương, chánh mạng là sống đời trong sạch không tà kiến, chánh tinh tấn là là nỗ lực không ngừng trong việc tu tập, chánh niệm là giữ tâm tịnh giác trong từng khoảnh khắc và chánh định là tập trung tâm trí một cách sâu sắc. bốn nền diệu đế tức là tứ diệu đế bao gồm khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. những nguyên lý này giúp con người hiểu rõ về khổ đau, nguyên nhân của khổ đau, cách diệt trừ khổ đau và con đường dẫn đến sự giải thoát. Khổ đế là sự nhận thức về bản chất khổ đau của đời sống. Tập đế là hiểu biết về nguồn gốc của khổ đau. Diệt đế là nhận thức về khả năng diệt trừ khổ đau và đạo đế là con đường tu tập dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ đau. 13 cột hạnh đầu đà là biểu tượng cho 13 phương pháp khổ hạnh của Phật giáo nhằm thanh tịnh tâm hồn và đạt đến sự giác ngộ thứ nhất y phục làm bằng những mảnh dải rách thứ hai chỉ dùng ba y thứ ba khất thực mà ăn thứ tư chỉ ăn một bữa vào giờ trưa thứ năm không ăn quá no thứ sáu không giữ tiền bạc thứ bảy sống độc cư thứ tám sống trong nghĩa địa, địa thứ chín sống giữa gốc cây Thứ mười, sống ở ngoài trời. Mười một, không ở cố định thường du hành. Mười hai, ngồi ngủ, không nằm ngủ. Và mười ba là chỉ dùng bình bát. Những phương pháp khổ hạnh này bao gồm việc sống đơn giản, ăn uống tiết chế và luôn giữ gìn sự thanh tịnh trong tâm trí và hành động. Hành đầu đà giúp người tu hành từ bỏ những ràng buộc của vật chất và dục vọng rèn luyện sự kiên nhẫn chịu đựng và lòng từ bi. 250 mái giới Mái của chùa được tượng trưng cho 250 giới luật của Phật giáo, giúp duy trì trật tự và sự thanh tịnh trong đời sống tu hành. Những giới luật này không chỉ là quy tắc đạo đức mà còn là kim chỉ nam cho sự thanh tịnh tâm hồn và hành động. Giới luật giúp người tu hành sống với tinh thần từ bi hỷ xã và vô ngã tạo nền tảng vững chắc cho việc đạt đến sự giác ngộ và có lẽ nền móng vững chắc và kiên cố nhất của ngôi chùa này đến từ triệu trái tim đầy ấp yêu thương và lòng tôn kính sâu sắc mà mọi người dành cho sư minh tuệ những tình cảm chân thành sự kính ngưỡng vô biên và lòng biết ơn vô tận ấy đã tạo nên một nền móng tinh thần mạnh mẽ và bền bỉ. Chính những giá trị vô hình này đã giúp cho ngôi chùa trở nên vững chãi và trường tồn theo thời gian, bất chấp mọi thử thách và biến động của thiên nhiên và cuộc đời sau này. Ngôi chùa của sư Minh Tuệ giản dị và khiêm nhường, nằm ẩn mình giữa khu vườn sầu riêng xanh mướt, mang trong mình một vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức sống. Không gian nơi đây chỉ được đánh dấu bằng một căn chòi nhỏ bé với mái tôn đơn sơ phủ đầy lá khô và những cột gỗ thô mộc dựng chãi chống đỡ bên trong căn chòi hoàn toàn không hề có một vật dụng gì chỉ kê vài tấm dáng gỗ đơn sơ để thầy ngồi nghỉ ngơi và thiền định không có sự hào nhoáng không có những bức tượng phật khổng lồ hay là cổng chùa uy nga tráng lệ chòi an trú của sư minh tuệ không phải là nơi để phô trương sự giàu có hay là quyền lực mà là biểu tượng sống động của tinh thần từ bi buông bỏ vật chất hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn và sự hài hòa với thiên nhiên chính trong sự đơn sơ ấy chòi an trú của sư minh tuệ đã trở thành một nơi giàu có vô cùng về mặt tinh thần nơi đây mỗi người khi đặt chân đến đều có thể cảm nhận được sự thanh bình tĩnh lặng và thiêng liêng sự mộc mạc của căn chọi như gợi lên những giá trị cốt lõi của phật giáo đó là sự giản dị sự khiêm nhường và tấm hướng thiện mỗi chiếc lá khô rơi trên mái mỗi cột gỗ thô mộc đều như những lời nhắc nhở về sự phù du của vật chất và sự quý báu của tinh thần ngôi chùa này dù không có những nét kiến trúc cầu kỳ hay là tráng trí lộng lẫy, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tâm linh sâu sắc. Đó là nơi mà mỗi người đến đều cảm nhận được một sự kết nối sâu xa giữa thiên nhiên, giữa chính bản thân mình và với những giá trị nhân văn cao cả. Những ai đến đây đều tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, cảm nhận được lòng từ bi, sự khiêm nhường và sự dấn thân vì đạo pháp của xương minh tuệ tại chòi an trú này mỗi bước chân đi trên mảnh đất này đều thấm đượm những giá trị cao quý của phật giáo gợi nhắc cho chúng ta về sự thanh tịnh và tinh thần từ bỏ để từ đó mỗi người tự chiêm nghiệm và tìm lại chính mình trong cuộc sống đầy bọn chen và cám dỗ này nơi đây không chỉ là chốn dừng chân cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những ai khao khát sống một cuộc đời giản dị tràn đầy ý nghĩa và bình yên điều đặc biệt là để vào được ngôi chùa này người ta phải vượt qua bốn lớp chốt bảo vệ của lực lượng chức năng và cần sự đồng ý của chủ đất chỉ những người có phận sự hoặc được sự đồng ý cho phép mới được vào thông qua sự việc người dân đổ xô chen lấn đi theo sư minh tuệ xảy ra vừa rồi. Hành động này là cần thiết để duy trì một không gian yên tĩnh, tách biệt và an toàn để sư Minh Tuệ có thể tập trung vào hành trình tu tập của mình. Thông qua đó, chúng ta thấy được sự quý trọng và tôn trọng mà cộng đồng và chính quyền dành cho những giá trị tinh thần mà sư đại diện. Việc phải vượt qua nhiều lớp chốt bảo vệ không chỉ là một thử thách về mặt vật lý mà còn là một bài kiểm tra về lòng kiên trì và sự thành kính của mỗi người khi đến thăm điều này làm tăng thêm sự trang trọng và linh thiêng của ngôi chùa khiến cho mỗi bước chân đến gần hơn với nơi đây đều mang một ý nghĩa đặc biệt là hành trình tìm kiếm sự thanh tịnh sự giác ngộ và lòng từ bi mỗi buổi sáng sư minh tuệ lại khởi đầu một ngày mới bằng hành trình khất thực thầy sẽ đi khất thực từng nhà trong xóm nhỏ. Sau khi hoàn thành, thầy trở về tròi nhỏ đơn sơ, nơi thầy tiếp tục việc học tập và thực hành giáo lý Phật dạy. Đây cũng là mùa an cư kiết hạ, một giai đoạn đặc biệt trong đời sống tu hành của các sư tăng, khi họ dành nhiều thời gian hơn để an trú và tập trung vào việc tu tập. Có lẽ thầy Minh Tuệ sẽ ẩn cư tại đây trong một khoảng thời gian khá lâu. Sống nhỏ, giống chỉ yên bình và tĩnh lặng, giờ đây như được thổi vào một làn gió mới, một làn gió mang theo tâm từ bi và chia sẻ. Sự hiện diện của thầy đã mang đến một sinh khí mới, làm thay đổi hoàn toàn không gian và bầu không khí của nơi này. Tinh thần mà thầy mang đến đã gắn kết mọi người tạo nên một cộng đồng tràn đầy tình thương và sự kính trọng. Ngôi chùa giảng đơn, sơ sài được xây dựng từ nền tảng của những giáo trị đạo đức và cao quý. Căn chòi nhỏ bé này mang trong bệnh sự giàu có vô cùng tận về mặt tinh thần. Những chất liệu quý báu mà không vật chất nào có thể đo lường được, càng không thể so sánh với bất kỳ ngôi chùa nào khác bởi sư minh tuệ là một biểu tượng của sự tu hành độc nhất vô nhị trong lòng mọi người dân Việt Nam. Và dưới đây, chúng tôi xin được gửi tới quý vị một bài thơ của một cá nhân viết về ngôi chùa của Sư Minh Tuệ. Bài thơ mang tên Ngôi Chùa Bình Yên. Giữa núi rừng Gia Lai xa xôi, có một ngôi chùa nhỏ, đơn sơ mà linh thiêng người ta gọi đó là chùa của thầy Minh Tuệ ngôi chùa đẹp nhất trong lòng Phật tử khắp nơi sáng sớm thầy bước chân khất thực áo cà sa theo gió nhẹ nhàng bay chiều về căn tròi nhỏ đón thầy yên tĩnh bình an thầy ngồi thiền tâm hồn lắng đồng lại cây cỏ xung quanh gió thổi nhẹ mãi tranh đơn sơ chứa đựng bao tình phật tử đến đây lòng thành kính lễ nghe lời thầy cảm nhận an yên ngôi chùa nhỏ giữa lòng thiên nhiên mang bao thông điệp từ bi hạnh phúc những ngày tháng bình yên bên thầy chỉ có ánh nắng gió mát nhẹ nhàng người người đến lòng đều cảm kích thầy là biểu tượng giữa cõi nhân gian mỗi sáng thầy đi mỗi chiều thầy về ngôi chùa bình yên ngập tràn hạnh phúc thầy minh tuệ giữa cuộc đời giản dị đưa lòng người đến bến bờ bình an chẳng cần chùa cao chẳng cần cảnh đẹp lòng người kính yêu ngôi chùa đã rạng ngời Giữa núi rừng giả lai xa xôi Có một ngôi chùa nhỏ Nhưng an yên Quý vị thính giả và các bạn thân mến Mở đầu chương trình Chúng tôi xin đọc một bài thơ Của một vị sư Ở tỉnh Thất Minh Hội Những dần thơ như thế này Đôi chân trần Người chạy nắng dầm mưa Dẫn dân du Trên dạng đường thiên lý bước chân người đã tiếp thêm ý chí nguyện tu hành mong báo đáp phật âm đôi chân ấy đi khắp nẻo đường trần dù đến đâu cũng gieo niềm an lạc con vẫn nhớ một nụ cười ấm áp nguyện mọi người luôn sống trong an nhiên đôi chân trần rong rủi khắp mọi miền mặt sướng gió phóng ba người chẳng ngại hình bóng người điềm nhiên trong tự tại gieo vào lòng cội phúc đức chấn tâm đôi chân trần vẫn lặng lẽ âm thầm mà gieo rắc niềm tin yêu phật pháp con nguyện theo dấu chân người tu tập sống thanh bần không dướng bận trần ai Dẫu đường đời còn lắm nổi trông gai, Đôi chân ấy vẫn đi không ngừng nghỉ. Con cầu nguyện cho người luôn tỏa ý, Chống duyên thành Phật quả cứu nhân sinh. Dân, kính thưa quý vị và các bạn, Khi những dòng thơ này được cất lên, Chắc hẳn trong chúng ta, Ai ai cũng biết rằng bài thơ này nói về ai? Không ai xa lạ, đó chính là bậc chân tu sư Minh Tuệ. Đây là bài thơ của Phật tử Diệu Tân, một Phật tử dưới lòng thành kính vô bờ bến viết tặng cho sư Minh Tuệ. Quý vị thân mến, con đường tu tập khổ hạnh của sư Minh Tuệ đã làm thức tỉnh không chỉ các Phật tử trong nước mà đông đảo Phật tử ở nước ngoài cũng đang ngóng trông theo dõi sư Minh Tuệ từng ngày. Chúng ta chắc hẳn còn nhớ Hòa Thượng Thích Minh Đạo đã tán thán sư Minh Tuệ dẫn tới bị kỷ luật. Sư Tuệ đước tới hỗ trợ toàn cho sư Minh Tuệ mà còn xa rộng hơn là cả những tôn giáo khác cũng ủng hộ sư đi theo con đường này. Tiếp nối sư Minh Đạo, gần đây các nhà sư thuộc trong giáo hội Phật giáo cũng không ngần ngại lên tiếng bày tỏ sự ngưỡng mộ với sư Minh Tuệ. Thậm chí vị sư này còn cho biết, có súng kề vào đầu thì sư cũng không ngại quỳ lại đánh lễ ngài. Vị sư này cho rằng sư Minh Tuệ là bậc chân tu đáng để tôn vinh và học hỏi. Vậy vị sư này là ai? Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi video này của chúng tôi ngày hôm nay với tâm nguyện thực hành hạnh đầu đà và buông bỏ mọi ràng buộc vật chất đã chọn cho mình cách tu giản dị đơn sơ đến tột cùng cách tu của thầy không đơn thuần chỉ là thực hành giáo pháp của đức phật mà còn chính là biểu tượng của sự từ bi kiên cường và lòng dũng cảm chính những giá trị cao cả đầy nhân văn này mà sư minh tuệ không chỉ trở thành idol trong lòng cộng đồng người dân việt nam mà đến cả các sư có tiếng trong và ngoài nước cũng không ngại lên tiếng tán thán công hạnh của ngài. Mới đây mạng xã hội lại được dịp xôn xao với đoạn clip ghi lại một nhà sư được cho là có thể đang tu tập ở tỉnh thức minh hội. Vị sư này với gương mặt khả kính khẳng định đứng trên phương diện cá nhân, ông vô cùng cảm phục sư Minh Tuệ, cho dù có phải trả giá như thế nào thì ông vẫn muốn nói lên điều này cụ thể khi được hỏi khi khen sư minh tuệ như vậy có sợ bị kiềm điểm hay không vị thầy này chia sẻ như thế này sư khen sư minh tuệ không phải vì ý định gì đâu sư khen đó là một sự chân lý sự thật không thay đổi được đạo phật là đạo sự thật không phải giả dối cho nên sư khen thầy sư kính mộ thầy cũng là tu sĩ, nhưng sư không làm được như ngài. Rồi có súng bắn vào đầu, thì sư cũng không ngại quỳ lại đảnh lễ ngài. Vị thầy tu tại tỉnh thất minh hội tiếp tục nói, sư tán tháng ngài đó là một sự thật, chứ không phải khen thầy để thế này thế kia. Ngài làm được những điều đó, sư thật là ngưỡng mộ, để cho thấy rõ được một sư chân tu không còn tham, không còn sân, không còn si. Phật không cao xa, Phật là những người không còn tham. Chúng ta còn si mê, còn hơn thua, còn đố kỵ. Ngài đã diệt sạch những cái vô minh đó. Phật là chỗ đó, chứ chỗ nào đâu. Phật là ở cái chỗ Ngài làm được cái điều đó. Ngài chiến thắng được cái tâm của Ngài, chiến thắng được ngoại cảnh, đó là Phật. Sao lại nhiều người cứ sợ sư Minh Tuệ làm Phật Thì ngày ăn cơm cũng một bữa Ngủ cũng ngủ ngồi Tại sao mọi người phải đi đố kỵ với thầy như vậy Ngay khi được chia sẻ đoạn clip này Nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của đông đảo dư luận Ai cũng đều cảm thấy dễ chịu Khi nghe những chia sẻ tận đáy lòng của vị sư Hiện đang tu tập tại tỉnh thất Minh Hội nhiều người không ngại để lại bình luận như sau còn ủng hộ thầy phật là không tham không sân không si bất cứ ai cắt đứt được ba cái đó đều là phật sư cũng là người tu hành chân chính nên đã tán thán gia kính trong ngài minh tuệ phật đúng là chân tu nhìn vào lời nói ánh mắt giọng điệu là hiểu ngay hiện tại đoạn clip tán thán sư minh tuệ của vị thầy kia vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và nhận về đông đảo sự đồng tình của dư luận. Nhưng, kính thưa quý vị và các bạn, khi chọn ẩn tu, sự minh tuệ đã quyết định chọn buông bỏ mọi tiện nghi vật chất và quyền lực. Sư không còn bị ràng buộc cuộc sống này, những thứ cao sang cho đến lòng kính ngưỡng từ công chúng. Sự lựa chọn này thể hiện quyết tâm cao độ trong việc từ bỏ những điều phù du, tập trung vào việc tu sửa và tìm kiếm giác ngộ sư đã chọn con đường khó khăn hơn nhưng tinh khiết hơn để hướng đến sự thanh tịnh trong tâm hồn sư minh tuệ muốn truyền tải thông điệp về sự buông bỏ lòng từ bi và kiên nhẫn đến với tất cả mọi người sư hy vọng qua tấm gương của mình mọi người có thể tìm thấy động lực và cảm hứng để sống thật giản dị và hạnh phúc hiện tại mặc dù sư minh tuệ đã ẩn tu trên núi cao nhưng bà con Phật tử vẫn thường xuyên lui tới thăm và đảnh lễ tại căn tròi cũ, nơi sư từng trú ngụ. Những con đường dẫn tới nơi ẩn cư của sư Minh Tuệ không phải dễ dàng, đầy gian nan thử thách, nhưng vẫn chưa đủ sức ngăn được bước chân của mọi người. Sư Minh Tuệ với đời sống giản dị nhưng thanh cao đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của người dân. Đến cốc của thầy, dù không gặp được người nhưng các phật tử vẫn cảm nhận được từ trường tích cực ở đây nơi đây đang dần dần trở thành điểm đến tâm linh đến đây họ như được sống trong ánh sáng của từ bi trí tuệ từ đó nhắc cho mọi người phải sống thật thiện lành và ý nghĩa của sư minh tuệ sư minh tuệ từng khuyên quý phật tử ngoài việc quy y tham bảo quy hướng phật pháp tăng và phát nguyện thọ chỉ năm giới cấm thì còn phải học hỏi lời phật dạy tính sâu nhân quả tính tâm mình là phật tin mình có khả năng thay đổi những nỗi niềm khổ đau thành an vui bình yên và hạnh phúc theo thực tế cuộc sống hiện tại có nhiều phật tử đi chùa nhưng chỉ đến để cầu khẩn gian sinh một điều gì đó không liên quan đến nhân quả nghiệp báo và việc tu tập tỉnh thức tâm linh một số người đến chùa cúng Phật rất nhiều để cầu buôn mây bán đắt, làm ăn phát đạt hoặc là xin xăm bối quẻ. Nếu được quẻ tốt thì mừng cúng Phật thật nhiều, nếu gặp quẻ xấu thì buồn bã bỏ về. Nếu chúng ta đến chùa để cầu khẩn gian sinh thì như thế chùa có khác gì đình miếu đâu. Thực ra, Sư Minh Tuệ cũng từng nói, trong cuộc sống này không có gì đúng cũng chẳng có gì sai chẳng qua nó hợp với sở thích, thói quen của mình thì chúng ta cho là đúng, và không hợp thì cho là sai. Tùy theo hoàn cảnh và sự tác động của nguyên lý duyên sinh xã hội mà ý niệm đúng sai được thay đổi để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Cách đây 50 năm về trước, nếu hỏi muốn nấu nước sôi thì ta phải dùng gì để đun thì mình sẽ nói là dùng củi, dùng rơm rạ hay là dùng than cũng câu hỏi đó trong thời điểm này người ta sẽ nói là dùng bếp ga hay là bếp điện chúng ta thấy không cả câu trả lời đều đúng cả nếu chúng ta cứ mãi kẹt vào ý niệm đúng sai là tự mình chấp nhận có cái ta thiệt ý niệm về tốt xấu đúng sai dẫn đến tranh đấu hơn thua được mất mà tạo ra ân quán thù hằn không có ngày thôi dứt bởi chúng ta hãnh diện kiêu ngạo vì thấy mình là thật ngã chúng ta mặc cảm vì thấy mình không đẹp hay sang trọng như người khác nên không được mọi người chú ý đến ta ta đẹp nên ta thấy mình hơn người và được mọi người trọng vọng yêu thích xấu hay đẹp là do phước duyên tu tạo nhiều đời nhưng đó chỉ là vẻ đẹp hình thức không quan trọng lắm tuy chúng ta không có vẻ đẹp bên ngoài nhưng mình lại biết tu biết làm phước thì sẽ có cái đẹp bên trong xuất phát từ nội tâm thanh tịnh và cái đẹp của nội tâm thì lúc nào cũng có sức thuyết phục mọi người cái đẹp bên ngoài chỉ có thể tồn tại một thời gian nào đó nhưng lại làm con người ta dễ dính mắt bám víu vào đó khi nhan sắc đã tàn phai nhìn người đẹp ta biết người này nhiều đời có tu nên hình dáng tướng đi có phần hấp dẫn dễ gây thiện cảm với nhiều người. Này, ta hình dáng tướng tá xấu xí, thì biết mình nhiều đời không tu, nên dung nhan không được tươi mát. Qua đó, phải biết cố gắng lo tu tập nhiều hơn. Khi ta buông bỏ được ý niệm về hình thức, thì ta sẽ có thời gian làm đẹp nội tâm bằng các phước quệ song tu. Sư Minh Tuệ dạy rằng đi chùa lễ Phật, ở nhà ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền làm phước cúng dường, tham gia các tổ chức từ thiện, đóng góp cho xã hội là điều cần thiết của một Phật tử chân chính. Những hoạt động trên có tác dụng rất lớn khiến cho bản thân mình vui vẻ hạnh phúc. Hiện nay, tình trạng giết người cướp của, cướp giật trên đường phố, gian dâm, lừa đảo, cả nhà nước lẫn người đời, buôn bán, vận chuyển xì ke ma túy, nhậu nhẹt lưu bù, gây lộn rồi đâm chém nhau xảy ra nhan nhãn mỗi ngày rõ ràng đạo phật không thể giải quyết được nạn thất nghiệp nạn suy thoái kinh tế nạn đầu cơ tích trữ tăng giá giả tạo nạn tắc nghẽn xe cộ trong giờ cao điểm nạn gái mại dâm nạn xì ke ma túy nạn băng đảng nạn xả rác bừa bãi nạn tàn phá đối rừng cây cỏ nạn tham nhũng theo sư minh tuệ chúng ta hãy quán chiếu vào cuộc sống chúng ta thấy mọi phiền đảo khổ đau do chính ta tạo ra bởi tham lam ích kỷ nóng giận si mê vì thiếu hiểu biết do đó người phật tử khôn ngoan phải biết nói lời xin lỗi mỗi khi làm ai đó bù phiền dù vô tình hay là cố ý như khi mình mở ra cánh cửa mà vô tình đụng phải người ta thì dù chưa biết lỗi thuộc phần ai mà mình lên tiếng xin lỗi trước thì mọi chuyện sẽ vui vẻ nếu mình cố biện minh chối cãi thì sự việc càng trở nên căng thẳng rắc rối dễ dẫn đến cãi vã không vui vẻ với nhau có khi còn thu hằng ghét bỏ lời xin lỗi có tác dụng rất lớn khiến người bị xúc phạm dễ cảm thông và bỏ qua và giúp chúng ta trưởng thành chín chắn hơn trong cuộc sống khi chúng ta nghịch ngợm và phá phách làm cho cha mẹ buồn lòng chúng ta phải biết nói lời xin lỗi mong cha mẹ tha thứ bỏ qua lời xin lỗi đó khiến cho cha mẹ cũng như những người khác cảm động và còn thương mình nhiều hơn và dĩ nhiên sẽ bỏ qua lỗi lầm đó sư minh tuệ nói rằng chúng ta phải biết nói lời cảm ơn mỗi khi nhận của ai một điều gì hoặc nhờ ai giúp đỡ như học sinh chào thầy cô thì thầy cô cũng không quên nói cảm ơn các em khi có khách đến mua hàng nhưng vì giá cao khách không mua thì người bán hàng cũng nên nói cảm ơn anh chị vì họ đã đến xem hàng lời cảm ơn đúng nơi đúng chỗ cũng như chúng ta đang rót mật vào lòng làm mát lòng người nghe và chứng tỏ mình là người khiêm tốn có giáo dục người phật tử khi hiểu đạo thì phải lấy hành khiêm tốn làm đầu, phải biết khiêm tốn, hạ thấp mình. Thưa hỏi đạo lý thì mới học được điều hay lẽ phải, mà phải biết cội nguồn của giác ngộ giải thoát. Người Phật tử phải nên nhớ rằng, muốn mình thực sự khiêm tốn, thì ngay bước đầu chúng ta phải tập nhẫn nhịn đối với những việc trái ý nghịch lòng. Nhẫn không có nghĩa là hèn nhát. Theo lời của Sư Minh Tuệ, người phật tử trong bất cứ lĩnh vực nào muốn được thành công như học hành làm ăn buôn bán công tác chính trị hay tu hành thì đều phải luôn biết khiêm tốn thì mới được lòng mọi người ngược lại giới khiêm tốn là kiêu căng hách dịch phách lối từ cao ta làm như vậy là vô tình khiến nhiều người thù ghét và làm ảnh hưởng đến công việc vì sự ngạo mạn cho mình là trên hết mà không kính phục mọi người nên chúng ta bỏ mất cơ hội để học hỏi. Vì khinh người cho nên chúng ta bị tổn đức. Do đó tội lỗi phát sinh mà làm hại người hại vật. Luôn nói lời khen ngợi, bớt chê bai chỉ trích cũng là cách chúng ta làm vừa lòng mọi người. Trong suốt 49 năm giáo hóa chúng sinh, không biết mệt mỏi nhàm chán. Đức Phật lúc nào cũng khen ngợi, cũng đồng chiên, khuyến khích, không chê bai, không tranh cãi mà tự tốn nhẹ nhàng trong đối nhân sự thế. Chúng ta nên nhớ lời khen đúng làm mắt lòng người nghe. Nhưng lời khen sai thì nguy hiểm vô cùng. Như người uống rượu có tửu lượng cao mà chúng ta khen thì vô tình hại họ mau chết sớm. Nếu không thì cũng thân tàn ma dại. Tuy nhiên, dù lời chê đúng cũng làm người nghe hơi khó chịu, nhưng đó cũng là lời nói trung thực có thể giúp họ sống tốt hơn. Trong lúc nói chuyện với huynh đệ hay là bạn bè, chúng ta vô tình chê bai một người nào đó, thì nhẹ cũng giận hờn chút chút, nặng thì tranh cãi chửi bới nhau. Chê bai khác với xây dựng góp ý chân thành. Góp ý là giúp cho người thấy được cái sai của mình mà sửa đổi, còn chê bai là nói cái xấu của người cho mọi người khác biết. Theo sư Minh Tuệ, người phật tử chân chính không nên tranh giành lợi lộc với ai trong việc mua bán làm ăn. Nếu hùng hạp được chia tiền lời hay trong gia đình cha mẹ để lại của cải tài sản, thì chúng ta nên nhường nhịn anh chị em một chút, tránh giành gia tài kẻ hơn người kém. Đó là nguyên nhân dẫn đến anh chị em con cháu chia lìa rồi trở nên thù ghét, có khi đi đến giết hại lẫn nhau mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó. Nếu không do lỗi của mình, thì ác hẳn cũng do lỗi của người. Nếu là lỗi của người, là lỗi nhỏ thì chúng ta nên bỏ qua. Nếu là lỗi mình, thì phải rút kinh nghiệm mà biết tu sửa. Chớ có khăng khăn kết tội người mà quên quay lại chính mình để nhìn thấy được lỗi lầm, thì ta sẽ biết cách chuyển quá. Người biết nhận lỗi là người can đảm, và có tinh thần trách nhiệm rất cao một đất nước mà từ thứ dân cho đến vua quan làm lỗi mà biết nhận lỗi và sửa sai thì thế gian này sẽ là thiên đường của hạnh phúc chúng ta khi làm việc lỡ gây tào tội lỗi với ai thì đối với lương tâm phải biết xấu hổ khi ta lỡ tai lấy của ai vật gì thì phải tự thấy day dứt xấu hổ với chính mình ta phải tự nhủ thầm mình là Phật tử thì không được tham lam trộm cướp lừa gạt của người. Nghĩ như vậy rồi, ta sẽ hối hận ăn năn mà không dám tái phạm nữa. Chỉ có loài người nhờ có ý thức và sự hiểu biết nên mới xấu hổ. Dù trần truồng nhưng loài súc vật không biết xấu hổ vì sống theo quán tính tập nghiệp. Loài người thì không mãnh giải cha thân sẽ xấu hổ nên phải lấy lá vỏ cây để che thân khi chưa có văn minh tiến bộ. Ngày xưa hình phạt lõa thể là hình phạt ô nhục nhất dành cho phụ nữ. Do đó, những kẻ ăn mặc khiêu dâm hở hang quá đổi để chụp hình đáng báo mà không biết xấu hổ là người thiếu văn hóa giáo dục. Một đất nước mà kẻ trộm cắp nói dối lừa gạt, thi cử gian lận, dâm ô chen lấn, không xếp hàng, xả rác bừa bãi nói năng thô bỉ mà không biết xấu hổ thì đó chính là những người thiếu hiểu biết mà không có tương tâm. sư minh tuệ dạy phải biết rằng hổ thẹn và xấu hổ là một đức tính tốt. người biết xấu hổ mới mong tránh được những tội lỗi và mới có thể làm người tốt trong hiện tại và mai sau. là người phật tử chân chính chúng ta phải biết hổ thẹn khi lỡ làm điều sai quấy đó là ta đã biết tu tâm sửa tánh sư minh tuệ cho rằng người phật tử chân chính chớ nên can dự và tham gia vào những việc tào lao trong gia đình ngoài xóm làng nơi làm việc trong trường học hoặc cả nơi công cộng chỗ nào cũng có thể xảy ra rất nhiều chuyện tào lao nói chuyện tào lao không đem lại lợi ích cho chúng ta mà còn làm cho tinh thần bị rối loạn bởi những chuyện chẳng ra gì do đó làm mất thời gian có khi còn chuốt quả vào thân người phật tử chân chính lúc nào cũng luôn chánh niệm tịnh giác trong ý nghĩ lời nói và hành động không để cho tâm chiên ý mã chạy lang thang đầu này đầu kia nói chuyện tào lao rồi chê bai chỉ trích đúng sai bàn tán chuyện của người khác làm cho tâm thương ghét phát sinh mà tạo ra nỗi khổ niềm đau không can dự vào chuyện tào lao không dính líu vào chuyện người khác là người khôn ngoan biết tạo cho mình sự an vui bình yên và hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ trong cuộc sống chúng ta không ai là không có gia đình người thân bạn bè và đồng nghiệp gia đình người thân hay bạn bè có thể giúp đỡ ta rất nhiều về phương diện sống nhưng đôi khi cũng vì làm lạc mà họ làm hại cuộc đời ta Chẳng hạn bạn bè rủ nhau đi trốn học, đi chơi, rủ nhau ăn nhậu, rủ nhau đi phòng trà, ca vũ hay là bài bạc hoặc bạn đồng nghiệp suối bảo chúng ta làm ăn bất chính. Nếu từ chối thì mất lòng mất bạn, mất chỗ làm ăn, có khi còn gây thù chú quán. Nếu cùng một cơ quan mà số đông là người xấu thì chúng ta phải làm sao? Khi được bạn bè rủ rê trà đình tử quán, thì ta hãy khéo léo từ chối. Chúng ta có thể lấy lý do bệnh tật, chẳng hạn như bác sĩ bảo bệnh viêm gan nên cần phải có thời gian chữa trị và kiên cử. Do đó mong mọi người thông cảm. Sư Minh Tuệ cũng cho rằng không có gì quý giá, cho rằng chúng ta có được nhiều người bạn tốt. Ngược lại, nếu chúng ta giao du với bạn xấu, thì có ngày sẽ tán gia bài sản. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen gần đèn thì sáng quan hệ và quen biết với nhiều người tốt thì chúng ta sẽ dễ dàng có cơ hội phát triển làm ăn một cách chân chính nhờ vậy đời sống vật chất cho đến tinh thần được hài hòa tốt đẹp còn ngược lại chỉ vì giao du với người bạn xấu chúng ta có thể trở thành tệ nạn xã hội gây tổn thương cho gia đình và cộng đồng người phật tử chân chính không nên nói dối đây là giới cấm rất quan trọng vì mục đích của nói dối là để lừa gạt hoặc hại người. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ là nói dối để giúp người hay là cứu người. Do đó, tại gia đình trong cộng đồng, công sở hay chốn công trường, nếu chẳng may mình làm điều gì sai quấy, thì ta cứ thẳng thắn nhận lỗi hoặc sám hối. Chúng ta đừng nên nói dối, đừng nên du khống, đừng nên nói lời lật lọng biến trắng thành đen. Đừng nên nói lời mê hoặc để dụ dỗ người khác. Giúp vậy sẽ tránh được những thảm họa đau thương mất mát xảy ra. Mục đích của nói dối nếu nhẹ là để khoe khoang, nặng là để tìm cách lùn gạt người khác. Sư Minh Tuệ từng rất nhiều lần dạy bà con rằng, ngoài việc quy y tam bảo, phát nguyện thọ trì năm giới, chúng ta còn phải tinh tấn siêng năng, với những việc làm tốt đẹp và tránh xa những điều xấu ác. Người học trò nhờ siêng năng chăm chỉ học hành, dân lời thầy cô giáo nên nhanh giỏi. Người làm ruộng nhờ tinh cần siêng năng nên cuối vụ mùa thu hoạch được kết quả cao. Người mua bán nhờ siêng năng thức khuya dậy sớm nên tiền của vô điều điều. Người tu hành nhờ tinh tấn siêng năng mà nhanh được thành đạo chánh quả. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật Di Lặc cùng quán tâm tu một lượt. Nhưng Đức Phật Thích Ca do siêng năng tinh tấn nên đã thành tựu trước. Nói tóm lại, siêng năng là một đức tính tốt là cần thiết nhất cho tất cả mọi người biết cách dương lên đạt được mục đích tốt đẹp. Trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này? Xin hãy để lại những ý kiến của quý vị dưới phần bình luận của chúng tôi quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không nghĩ của Sư Thầy Minh Tuệ. Hãy để lại những lời cầu chúc an lành nhất tới Sư Thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video này của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, hãy cứ đăng ký kênh like và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi để lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới tất cả mọi người